Vào ngày 18 tháng 5 năm 2023, Apple đã chính thức mở Apple Store ở Việt Nam. Đây là bước đi tiếp theo của Apple cho thấy là thị trường Việt Nam đã được bật đèn xanh. Trước đây chúng ta đã có kênh YouTube của Apple chính thức ở Việt Nam và bây giờ là Apple Store Online. Vậy thì Apple Store Online là cái gì và có đáng để chúng ta quan tâm hay không? Và liệu chúng ta có nên lựa chọn Apple Store Online là một nơi để tham khảo khi mà lựa chọn các sản phẩm của Apple hay không? Mình là Trường, đây là Box One, bắt đầu thôi. Rồi và mình cũng sẽ trải nghiệm thử luôn cái trang web Apple Online này để xem có gì hay nhá. Mọi người vào Safari. Mình đã để sẵn cái trang chủ của Apple ở đây rồi. Bấm vào thôi. Rồi ok, hiện ngay ra đầu tiên là một chữ xin chào bạn, chào anh, chào chị, chào em, chào cháu, chào cô. Đấy, chào rất nhiều thứ. Xin chào. Trước đây mình đã rất ấn tượng với cả cái trang web của Apple. Một cái giao diện cực kỳ là dễ gần, dễ hiểu và rất là đẹp với các cái hoạt ảnh, các thứ. Trong web này cũng vậy, rất giống với cả các thị trường khác thôi, không có gì khác biệt nhiều. Nhưng mà hơi bị chê một chút về cái đoạn chào này nhá, trông nó không đẹp lắm mọi người. Thôi kệ đi, bỏ qua. Và một cái điểm cộng mà mình muốn nói đến ngay lập tức khi mà vào cái trang web này, đó là từ cái bước bắt đầu lựa chọn sản phẩm cho đến cái bước là chúng ta thanh toán. Nó rất dễ dàng và nó đi theo từng bước một để cho người dùng mới nhất cũng có thể là tiếp cận được với cả cái trang web này. Mình đã có ngồi thử với cả một sản phẩm iPhone. Đó là iPhone 14 Pro. Đây, iPhone 14 Pro trước tiên là nó sẽ hiện ra các cái demo, những cái thông tin của máy để cho chúng ta tham khảo trước và nhìn lên trên góc bên trên này sẽ có phần mua. Đây, ở đây sẽ có cả iPhone nào lựa chọn phù hợp với bạn, so sánh các dòng iPhone. Ở đây sẽ có cả cái phần chuyên gia tư vấn mà lát nữa mình sẽ nói thêm ở phần sau video nhé. Bấm vào mua này. Đó, bấm vào mua thì mọi người sẽ thấy đập ngay vào mắt có một cái dòng chữ xanh mà nãy vừa nhảy lên ở đây, đó là thanh toán với lãi suất thấp, thanh toán với Momo. Cái phần này là liên quan đến thanh toán, một điểm rất là hay và mình cũng rất là thích với cái điểm thanh toán này, lát nữa cũng sẽ nói sau. Phần lựa chọn sản phẩm thì chúng ta sẽ có ở đây từng bước một nhé, như ban nãy mình có nói là từng bước một cho những người mà mới bắt đầu. Ban nãy là phần giới thiệu về thông tin, bây giờ chúng ta sẽ chọn về cấu hình này, có sẵn cả cái giá tiền ở đây luôn. Chọn cấu hình, chọn màu sắc, dung lượng này, có thu cũ đổi mới không? Đấy, nó gợi ý luôn là có thu cũ đổi mới không nhé. Nhưng mình thì không. Chọn AppleCare không thì cũng không nốt. Rồi ok. Đó, kéo đến đây sẽ có cái thông tin tóm tắt cơ bản. Bấm vào thêm giỏ hàng. Khi mà bấm đến đoạn này sẽ bên trên cái trang chủ sẽ gợi ý thêm một số các cái phụ kiện như là ốp lưng này. Ở đây thì ốp lưng và ví da mắc xếp. Nhưng mà mình làm gì có tiền mua mỗi cái iPhone mình đã thấy khó rồi. Bấm vào giỏ hàng này, các thông tin ở đây sẽ hiện ra đầy đủ và sẽ đến bước thanh toán. Thanh toán qua Apple ID đi. Đấy, nhập Apple ID rất là nhanh, sẽ nhận vân tay luôn, không cần phải gõ mật khẩu với các thứ, nhập vân tay luôn là được. Chờ một chút xíu. Đó, đến đây thì họ sẽ hỏi là mình muốn giao hàng đến quận nào, thì mình sẽ lựa chọn thông tin và họ sẽ giao hàng đến thôi. Đối với cả các cái sản phẩm bản thương mại ấy, cái bản base ví dụ như là iPhone ở đây là bản 128GB, 256GB thì thấy thời gian giao hàng rất là nhanh, thời gian giao hàng chỉ trong khoảng 1 ngày thôi, lưu ý lại là 1 ngày nhé, cực kỳ nhanh luôn. Còn đối với cả những cái bản mà phải đặt ấy, những bản phải đặt thì sẽ rơi vào tầm 1-2 tuần. Mình không biết là thông tin chính xác có phải là 1-2 tuần hay không hoặc có thể là lâu hơn, nhưng mình nghĩ là 1-2 tuần nếu mà được thì cũng là một thời gian rất là nhanh so với cả các cái bên đại lý khác. Cái tiếp theo là về giá. Một yếu tố rất là được quan tâm ở thị trường Việt Nam. Nhìn chung thì về giá mình cũng không có gì quá bất ngờ đối với cả cái giá ở trên trang web này cả. Tất cả các sản phẩm mà mọi người quan tâm nhất như là ví dụ như là Mac này, MacBook này, iPhone này, iPad này, các mức giá này thì đều cao hơn so với cả các đại lý ủy quyền hiện tại ở Việt Nam. Ví dụ cụ thể nhất là ở iPhone mà nãy mình có mở ra, đó là iPhone 14 Pro. Tôi chơi hẳn Pro Max đi cho nó cẩn thận đi. Đây, Pro Max. iPhone 14 Pro Max hiện tại đang có giá là 30.990.000. Còn thử xem ở Mac One xem là bao nhiêu nhé. Đây, iPhone 14 Pro Max hiện tại ở Mac One đang có giá là 27.990.000. Tức là đối với cả mức giá của iPhone này đang chênh đến khoảng 3 triệu cho một sản phẩm. Còn đây mới là iPhone thôi nhé. Còn đây ví dụ như ban nãy mình có mở thử trên MacBook Air, MacBook Air M1 của trên trang chủ của Apple ở Việt Nam đang là 24.990.000. Đây, bấm hẳn ở đây để chọn cấu hình cho mọi người. Đây, cấu hình RAM 8, 256, 24.990.000.
Còn đối với cả MacBook Air M1 ở Mac One thì hiện tại đang là 18.490 cho phiên bản máy mới luôn nhá, cũng giống như ở bên Apple Store online, nhưng mà mức giá chênh rất là nhiều, 18 với cả 24 thì như chênh nhau là khoảng 6 triệu, chênh nhau đến 6 triệu, hơn 6 triệu đó. Vậy là tức là cái mức giá chênh lệch ở đây thì mình không quá là bất ngờ, và có thể là mọi người cũng đã biết về điều này rồi, nhưng lại có một điểm bất ngờ khác, đó là các cái phụ kiện. Phụ kiện ở đây có thể nói đến ví dụ như là AirPods này, Apple Watch này, hay là Apple TV. Những cái sản phẩm này thì giá lại rất là rẻ. Ý của mình ở đây rẻ ấy, tức là nó không bị chênh nhiều so với cả giá ở trên thị trường. Ví dụ như ở AirPods đi, AirPods Pro, Pro 2 ấy. Đây, AirPods Pro 2 này, hoặc là AirPods 3, AirPods 3 đi, AirPods 3 giá đang là 4.499.000, AirPods 3 ở Mac One đang là 4.490. Vậy tức là những cái sản phẩm phụ kiện ấy giá lại rẻ gần như là ngang bằng so với cả các đại lý ủy quyền hoặc là các đại lý bán các sản phẩm chính hãng. Như vậy thì rút ra ở đây một điều rằng không phải là mức giá nào ở trên Apple Online cũng là đắt. Chúng ta có thể tham khảo Apple Online như là một chỗ tiếp theo thì khi mà mình lựa chọn một các sản phẩm đồ Apple. Đang nói về cái giá thì mình sẽ nói luôn sang cái phần tiếp theo, đó là về cái phần thanh toán. Thanh toán ban nãy mình có rất là thích ở trên cái thanh toán của Apple như thế này. Đây là trang thanh toán, đơn hàng ban nãy mình có chọn là iPhone 14 Pro Max bản 128GB. Đây, bên dưới này, màu Space Black. Một số cái thông tin thanh toán mọi người có thể thanh toán được vào thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc là thanh toán qua Momo. Đây là một cái rất là ấn tượng. Momo có vẻ là bắt trend rất là nhanh và đã cho hỗ trợ thanh toán trả góp ở trên cái trang chủ của Apple luôn. Ngoài ra có cả thẻ ATM nữa. Bên dưới này thì chúng ta có thể click vào để làm trả góp, có thể lựa chọn các khoảng thời gian như là 6, 12, 18 tháng hoặc thậm chí đến 24 tháng. Với cái mức lãi suất ở đây tất cả đều là 1,67% nhé. Tất cả đều là 1,67%, tức là kể cả thời gian của bạn có dài như thế nào nữa, mức lãi suất vẫn như thế. Cũng là một điểm rất là lợi khi mà chúng ta thanh toán ở trên trang chủ của Apple như thế này. Đây, 24 tháng chỉ có 1.262.000 thôi và có thể thanh toán được cả qua Momo luôn. Đấy, một điểm rất là tiện lợi. Nhưng hãy lưu ý rằng cái điểm đầu lúc nãy mình có nói về cái phần giá thì giá của Apple luôn luôn cao hơn. Vì vậy đến cả cái bước mà thanh toán cái gì nhỉ? Thanh toán trả góp này thì cũng bị cao hơn. Tuy là nhìn vào con số 1,67% và chia ra hàng tháng rất là rẻ, nhưng mà nếu mà so sánh với cả các cái bên trả góp lãi suất bên ngoài thì đây cũng là một mức lãi khá là cao. Nhưng mà dù sao thì cũng rất là hấp dẫn khi mà Apple vẫn cho trả 1,67% trong 24 tháng. Đây là một cái yếu tố mà khiến cho những cái người tiêu dùng có thể lựa chọn với khoảng thời gian trả lâu hơn, dài hơn và chia ra đều hơn. Một điểm rất là hay và mình cũng đã bị cuốn hút và có thể là mình sẽ đặt thử một chiếc iPhone ở trên này luôn. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã qua bước giao diện web này, giá này, phương thức thanh toán này. Vậy thì đã quan tâm về giá rồi thì bây giờ lựa chọn sản phẩm chắc gì đã đủ đúng không? Bây giờ làm sao để chọn một cái sản phẩm tốt nhất? Thì Apple Store Online có nguyên một đội ngũ chuyên gia để trả lời về các cái thắc mắc của chúng ta. Ở đây mình có thử ở trên một cái sản phẩm là MacBook Air và ngay lập tức ở ngay bên trên đầu này họ hỏi luôn mình là mình có thắc mắc gì khi mà mua máy Mac không, và có gợi ý là chat với cả chuyên gia của Mac. Chúng ta sẽ chọn vào kết nối với một sản phẩm. Cái này sẽ có các cái chia ra để chúng ta có thể lựa chọn về cái nhu cầu cần được hỗ trợ. Như ở đây mình sẽ chọn vào giúp mua một sản phẩm đi. Có thể gọi điện trực tiếp luôn qua cái số điện thoại bên dưới này hoặc là nhắn tin trò chuyện. Như mình thì sẽ chọn nhắn tin trò chuyện để thực hiện thao tác cho dễ với mọi người. Đó, mọi người chờ một chút. Đấy, sẽ có một cái giao diện để nhắn tin như thế này luôn. Và mình đã nhắn tin thử rồi. Nhắn tin đối với cả ở trên cái trang web này, những cái ngày đầu tiên ấy thì đương nhiên rất nhiều người quan tâm đến cái dịch vụ của Apple nên họ sẽ thử ngay trong ngày hôm nay. Nên mình biết là cái câu trả lời khá là lâu mà mình đã nhắn trước. Ở đây thì mình có hình ảnh luôn này. Hình ảnh thì để anh editor chèm vào nhá. Đây, hai cái hình ảnh mình đã nhắn tin với cả bên Apple về một cái sản phẩm iPhone 14 Pro. Và nhân viên trả lời rất là nhiệt tình, họ trả lời rất là nhanh. Cái bước đầu tiên khi mà mình nhắn cái tin nhắn đầu tiên ấy thì họ mình chờ mất tầm khoảng 10 phút. Với mình nghĩ là chắc là cũng hỗ trợ cũng lâu rồi, bởi vì hôm nay đông, một là đông, hai là thường những cái trang web này ở Việt Nam làm ra cũng chỉ để cho có, rep cũng không được nhanh lắm. Nhưng mà trong sau 10 phút đấy thì họ trả lời rất là nhanh. Họ trả lời
liên tục luôn, liên tục gần như là 1-2 phút trả lời một tin nhắn luôn. Nó hỗ trợ rất là nhiệt tình, từng cái câu hỏi một, từng cái câu trả lời đưa ra đều rất là thuyết phục và làm cho mình rất là dễ hiểu khi mà lựa chọn cái sản phẩm như thế này. Và đây có lẽ là cái điểm cộng lớn nhất trong cái video này mà mình muốn nói đến khi mà sự trải nghiệm cái Apple Store Online này. Tổng kết lại trong quá trình trải nghiệm Apple Store Online thì mình thấy rằng có hai đối tượng nên lựa chọn có hoặc không cho Apple Store Online. Đối tượng nào mà chọn có thì thường là sẽ có tài chính tốt và muốn có trải nghiệm tốt nhất từ đầu đến cuối, từ việc chọn sản phẩm này, tư vấn này, đặt hàng này, thanh toán và nhận hàng. Một quá trình như thế cần một cái sự chuyên nghiệp và được từ chính Apple hỗ trợ phục vụ thì hãy lựa chọn Apple Store Online là một nơi để chúng ta có thể tham khảo khi mà lựa chọn các sản phẩm của đồ Apple. Ngoài ra nữa thì có cả các cái phần mềm hỗ trợ như là Apple TV này, Apple One, Apple Podcast hay là Apple Arcade thì mọi người có thể đặt ở trên Apple Store Online luôn. Còn với đối tượng nói không là ai? Là những người quan tâm đến giá. Như mình đã nói ở trên thì giá ở thị trường Việt Nam vẫn luôn là một cái gì đó khiến cho người dùng có thể là lựa chọn một sản phẩm hay không. Giá ở Apple Store Online hiện tại vẫn đang rất là cao, cao hơn nhiều so với tất cả các cái đại lý khác đang bán các sản phẩm Apple trên thị trường. Vì vậy nên là nếu mọi người muốn có một cái giá tốt thì có thể lựa chọn những cái địa điểm mà bán đồ Apple chính hãng là ok rồi, đang bán các sản phẩm của Apple, Mark One chẳng hạn, đúng không? Đúng. Vừa rồi là phần trải nghiệm nhanh của mình về Apple Store Online. Hy vọng là trong tương lai thì Apple sẽ bật đèn xanh nhiều hơn cho các dịch vụ hỗ trợ ở Việt Nam và coi thị trường Việt Nam là một thị trường top đầu để các sản phẩm Apple có thể đến tay người dùng được cách nhanh hơn, nhanh chóng hơn này, tiện lợi hơn và giá ok hơn. Mọi người đã trải nghiệm Apple Store Online chưa? Hãy để lại phần comment ở phía bên dưới nhá. Nếu thấy phần chia sẻ này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One và đừng quên, đừng bỏ lỡ các nội dung tiếp theo của Mark One ở trên YouTube, YouTube Short, TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.